Hello mọi người, hôm nay mình sẽ quay lại để giới thiệu đến mọi người cái dự án ISO mang tên là Coinheart, đúng không? Thì một cái dự án này, một cái sàn giao dịch tiền điện tử, thì đây là giao diện của website Coinheart.com. Thì thông tin chi tiết mọi người sẽ tìm hiểu trên cái website như là các mạng truyền thông xã hội, đúng không? Hiện tại là đã bán được hơn 30.617.116 token, đúng không? Tăng được 0.07 Bitcoin, 106 Ethereum. Thì ISO hoàn thành trong ngày 30 tháng 9 năm 2018, kết thúc sau 46 ngày nữa để chấp nhận tiền tệ là ETH, Bitcoin và BNB. Tiền thưởng hiện tại là 5%, một Ethereum trị giá sẽ là 100.000 Coinheart, đúng không? Đây là số tăng điểm đánh giá rất là cao. ISO Rate 4.5, ISO Mass 8.9, Check ISO 50, đúng không? Thì đây là ICO, đúng không? Thì giá bán hiện tại là một Coinheart trị giá là 0.01 đô. Thì ISO này sẽ phân bổ nó là 2 tỷ Coinheart để thưởng thêm 35%, đúng không? Tiền thưởng là 20% khi cái Coinheart trị giá là 2 tỷ cho đến 2 tỷ 6, đúng không? 10% 2 tỷ 6 đến 2 tỷ 9 này, tiền tệ để chấp nhận đây. Đây là một số các thang điểm đánh giá đây. Các cái đối tác của Coinheart, của Bitcoin Expert này, As Bits, Ancom, Blockchain, Dashform, EtherScan, đúng không? Cái quy định và yêu cầu dữ liệu cá nhân đang giữ lại một số tiền khổng lồ để truy cập vào cái cộng đồng mật mã và tiền khóa mua crypto sâu, đúng không? Bạn muốn mua nhưng nó quá phức tạp, chỉ cần chọn mật mã bạn có thể nhấn nút. Việc bán mua những gì bạn muốn thì nền tảng hạn chế bạn giao dịch hàng hóa, bán bất kỳ thứ gì bạn thích cho một cái người nền tảng Coinheart, mặc danh và nhanh chóng bán và mua mọi thứ từ mọi người mà không có bất kỳ rủi ro nào. Chụp ảnh về những gì bạn muốn bán, đặt giá bằng cách bất kỳ cái tiền điện tử nào hoặc fiat nào và xong. Cái nền tảng Coinheart mang đến cho khách hàng đó là nhận trợ cấp dịch vụ của bạn, tăng một cái dịch vụ và chờ đợi cho customer, đúng không? Nhận thanh toán bằng mật mã hoặc là fiat, trong doanh thu kinh doanh của bạn là nền tảng Coinheart mang đến cho khách hàng. Thì chúng tôi thúc đẩy cái thế giới mật mã cấp nhanh, đúng không? Nhận quyền truy cập vào tất cả các cái tiền điện tử khách hàng hoặc crypto friend. Chúng tôi đặt cái tiền điện tử vào sử dụng hàng ngày và chúng tôi mang đến mọi người đi với nhau chia sẻ thương mại. Cái việc phân phối token, đúng không? Airdrop support 5, reward system 7, đúng không? Team founder 5, Coinheart Eager 4, cố vấn 2, resell 2, đúng không? ISO 15, quỹ đây, thì quỹ liquid 10 này, HR marketing 5, đội ngũ admin thì 5, pháp lý 1, phát triển 54, quảng cáo 25, tổng cung nó là 5 tỷ, đúng không? Thế các tài liệu white paper nó rất nhiều thứ tiếng, mọi người có thể tìm hiểu tài liệu cả bạch. Cái lộ trình đây, năm 2007 khái niệm này, bắt đầu từ tháng riêng sáng lập xây dựng cái ý tưởng về cái nền tảng, đúng không? Tháng 3 là giải pháp nguyên tắc trao đổi face to face. Tháng 7 là thành viên nhóm mới tham gia dự án. Tháng 9 là bắt đầu white paper. Tháng 10 bắt đầu phát triển trang web. Tháng 11 hỗ trợ mạnh mẽ các cố vấn. Tháng 12 bắt đầu phát triển nền tảng. Cho đến năm 2018 này, đến hiện tại đến tháng 7 giữa tháng 10 bắt đầu ISO và phân phối đã thông báo, đúng không? Đến 2019 thì sẽ khởi mở rộng và khởi chạy phiên bản beta hệ thống phần thưởng. Năm 2020 cổ phiếu được phát hành. Thì cái đội ngũ đây chuyển đến từ các lĩnh vực khác nhau và chuyên biệt dành cho phát triển và cung cấp sản phẩm dịch vụ. Hay nhà sáng lập CEO, CTO. Đây đội ngũ tư vấn, đúng không? Cố vấn pháp lý, thanh toán quốc tế, đúng không? Nhà đầu tư chiến lược đứng tư vấn này, chuyên gia bảo mật mạng, đúng không? Thì một số câu hỏi thường gặp, đúng không? Làm thế nào liên lạc này? Tôi có thể tham gia bằng cách nào, đúng không? Thì mọi thông tin chi tiết của cái dự án thì mọi người có thể tìm hiểu, đúng không? Chi tiết tham gia cái chương trình. Và tuy nhiên thường, tôi xin kết thúc phần trình bày của mình đây.